Hoan nghênh và chào đón các bạn đến với channel của Camisi. Chúng tôi là đơn vị chuyên bán buôn, bán lẻ quần jean nam uy tín số 1 ở trên thị trường hiện nay. Và nếu như bạn đang quan tâm cho mình về những sản phẩm quần jean nam đẹp, phong cách thời thượng, hot trend cao cấp thì các bạn hãy nhanh tay đăng ký kênh, bấm chuông để tiện cập nhật và theo dõi cho mình về những mẫu sản phẩm mới nhất, đẹp nhất, hot nhất từ Camisi các bạn nha. Ngày hôm nay thì mình xin phép được giới thiệu tới các bạn đó chính là một chiếc quần bò jean nam ống suông màu xanh bạc. Đây là một trong những sản phẩm cực kỳ hot trend trong năm 2024. Nhìn qua các bạn có thể thấy là cái màu xanh bạc nó đem lại cái cảm giác rất là mát lạnh cũng như là rất là nổi bật, đúng không ạ? Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có những cái họa tiết, ví dụ như là ở đây chúng ta sẽ có một cái hình chữ thập các bạn nhé. Đó, ở đây chúng ta phải nói đúng hơn là cái hình thánh giá được làm từ bằng da mà được thêu ở trên này. Đó các bạn ơi, được may ở trên này, rất là đẹp. Và cái thánh giá này màu đen ở trên cái tông nền màu xanh sáng như này, các bạn thấy nó nổi bật không ạ? Rất là nổi bật luôn. Và chất liệu vải ở trên này thì phải nói với các bạn một điều rằng nó rất là mềm, mượt, mịn, mát. Đó là những cái cảm nhận mà khi mà mình chạm vào sản phẩm mình cảm nhận được, mà nó rất là dày các bạn nhé. Nó sẽ không có độ co giãn đàn hồi đâu các bạn ạ. Bởi vì quần ống suông thì cái bản chất form dáng của nó đã bị rộng sẵn ra rồi, nên là các bạn hãy lựa chọn đúng size của mình thôi. Và ở trên này thì chúng ta sẽ có một cái chiếc tắc da phải nói là cực kỳ đẹp, với cái độ hoàn thiện tinh xảo cực kỳ là tỉ mỉ. Những con chữ ở trên này thì đều được CNC, cũng như là với những cái họa tiết này thì đều được làm từ bằng thép các bạn nhé, với độ bền thì cực kỳ cao. Ở xung quanh viền thì chúng ta còn có những hoa văn, và cái chất liệu da ở trên này thì rất là dày các bạn nhé, rất là dày luôn, và mình sờ mình cảm giác là rất là chắc chắn. Ở trên sản phẩm của chúng ta thì nó sẽ có rất là nhiều những cây thánh giá màu đen làm bằng da như này, nó điểm tô cho chiếc quần của chúng ta, để chiếc quần của chúng ta nó có những cái điểm nhấn, tuy không nhiều đâu các bạn nhé, nhưng mà nó sẽ là một trong những cái điểm nhấn cực kỳ là thu hút. Cả hai bên ống quần của chúng ta thì đều có, bên cạnh đó thì chúng ta còn có cả những cái điểm xước nhẹ cũng như là rách ở đây. Cái rách này rách ở phần đầu gối các bạn nhé, rất là đẹp luôn. Các bạn nhìn qua này, đây là một trong những sản phẩm rất là mới lạ của năm 2024 và cũng đang được rất là nhiều bạn trẻ quan tâm săn đón ở trên thị trường. Và chính vì vậy là mình phải lên sóng ngay sản phẩm này để giới thiệu tới các bạn, để các bạn có thể là cập nhật được những cái xu thế thời trang mới nhất hiện nay các bạn ạ. Cái da ở trên này thì là da PU các bạn nhé, sờ rất là mịn màng, mượt mà, và những cái đường chỉ thêu ở trên này thì họ làm rất là sắc nét. Cái chất liệu vải này các bạn thấy không ạ, cực kỳ là mịn luôn. Còn phía bên đây thì chúng ta sẽ có những cái điểm xước nhẹ, cào nhẹ như này các bạn nhé. Nó có rất là nhiều những họa tiết, và ở hai bên đùi thì nó còn được mài bạc, cũng như là nó sẽ có những cái điểm ngoát nhẹ ở phía dưới đây. Đây là một trong những sản phẩm mới nhất của năm 2024 và mình đã cập nhật để giới thiệu tới các bạn. Và nếu như các bạn cũng muốn sở hữu cho mình ngay một chiếc quần bò jean nam màu xanh bạc, họa tiết chữ thập, thì các bạn hãy liên hệ ngay tới Camisi qua số điện thoại mà mình đã để ở bên phía dưới đây. Ngoài ra, những thông tin khác của bên mình có để ở bên dưới phần mô tả, và rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi cũng như là xem hết video này. Các bạn đừng quên ấn like và đăng ký kênh, bấm chuông để tiện cập nhật cũng như là theo dõi cho mình về những mẫu sản phẩm mới nhất, đẹp nhất, hot nhất từ Camisi các bạn nhé. Và mình xin phép được kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại, và chúc các bạn một ngày bình an, may mắn ạ.